Mình tên là Phù Thường Kha, mình là khóa 23 thuộc ngành quản trị nhà hàng khách sạn. Và mình đang theo học chương trình Elite của trường đại học Hoa Sen. Thì sắp tới nhân ngày 20 tháng 11, em muốn gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các thầy cô, chúc thầy cô luôn thành công trong công việc. Và đặc biệt là thầy cô trường đại học Hoa Sen sẽ luôn đồng hành cùng chúng em đến khi tụi em tốt nghiệp. Em là Lê Trọng Nhân, sinh viên năm nhất Hoa Sen Elite. Nhân dịp ngày dạy giáo Việt Nam 20 tháng 11 sắp đến, em kính chúc quý thầy cô một ngày lễ thật vui. Chúc quý thầy cô luôn nhiều sức khỏe để đồng hành với bọn em trong 4 năm học tiếp theo. Chào tất cả mọi người, em là Nguyễn Hoàng Hoài Nam, hiện là sinh viên năm nhất ngành quản trị khách sạn Elite. Nhân ngày 20 tháng 11, em xin chúc các thầy cô có sức khỏe dồi dào cùng với lại niềm đam mê không bị dập tắt để cống hiến cho nền giáo dục Việt Nam, tạo ra những nhân tài cho đất nước sau này. Dạ, xin chào mọi người. Tên em là Đinh Quang Tạo, em đang học ngành khách sạn Elite. Thì hôm nay là nhân dịp sắp đến ngày 20 tháng 11, thì em xin chúc tất cả các thầy cô luôn luôn tràn đầy sức khỏe và luôn tìm thấy niềm đam mê cho công việc của mình, để luôn luôn có thể dẫn dắt chúng em trên con đường học vấn.